Tấn Phước và Yến Ngọc rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng quý khán giả trong chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Và trước khi đến với nội dung chi tiết như thường lệ là phần điểm qua những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình sáng nay. Tiền Giang hoàn thành tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em. Xe khách va chạm xe đầu kéo tại Tuyên Quang, 5 người thương vong. Bắt đối tượng sử dụng súng trong vụ đánh nhau ở Quảng Ngãi. Đà Nẵng chủ động ngăn chặn tội phạm cá độ bóng đá. Tuần lễ lướt ván diều quốc tế tại Ninh Thuận. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Để tiếp tục kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả, thời gian qua thì ngành y tế đã đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, đặc biệt là phối hợp với ngành giáo dục để mà tăng cường bao phủ vaccine cho học sinh. Và tại Tiền Giang, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh này, thì đến thời điểm hiện tại, địa phương đã tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, nhắm mục tiêu tỷ lệ bao phủ theo yêu cầu của Liên Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo kế hoạch và chỉ đạo của Liên Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em mầm non và học sinh trong các cơ sở giáo dục, tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành và đạt tỷ lệ bao phủ vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi. Hiện Sở Y tế tỉnh Tiền Giang đang chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành thị phối hợp với các địa phương và các ngành có liên quan, tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh còn lại đưa con em đi tiêm chủng đúng lịch, đủ liều, nhằm thực hiện tốt việc phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trên lĩnh vực giao thông, thì chương trình đã ghi nhận vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe đầu kéo xảy ra tại Tuyên Quang, làm cho 5 người thương vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều qua trên đường tỉnh 189, đoạn qua xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Quá, tỉnh Tuyên Quang. Xe khách và xe đầu kéo lưu thông ngược chiều nhau để xảy ra va chạm khiến cho cả hai phương tiện biến dạng, hư hỏng nặng. Theo ghi nhận bước đầu, vụ tai nạn khiến cho 2 người tử vong và 3 người khác bị thương. Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Bên cạnh tai nạn giao thông thì cuối năm cũng là thời điểm nguy cơ cao xảy ra cháy nổ. Vụ cháy xảy ra tại phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng một lần nữa cảnh báo về điều này. Đám cháy bùng phát giữa trưa qua tại căn nhà 4 tầng trên đường Trường Chinh. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Thanh Khê huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng xe chữa cháy tiếp cận hiện trường, dập tắt đám cháy, ngăn chặn nguy cơ cháy lan ra các căn nhà xung quanh. Tầng dưới của căn nhà được chia làm nhiều gian để kinh doanh cho thuê mặt bằng, bị lửa thiêu rụi nhiều thiết bị tài sản. Nguyên nhân và thiệt hại từ vụ hỏa hoạn đang được thống kê làm rõ. Ghi nhận về hoạt động đánh bắt của bà con ngư dân. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua thì ngư dân tỉnh Quảng Trị rất phấn khởi khi liên tục khai thác được lượng lớn các loại hải sản mang lại nguồn thu nhập cao. Chuyến biển trong những ngày qua, ngư dân Quảng Trị khai thác được lượng lớn các loại hải sản như mực cơm, mực ống, mực nang, cá chim, cá hố, cá nục, cá ngừ. Tàu khai thác nhiều thì được hơn 1 tấn hải sản các loại, ít cũng được từ 500 đến 700 kg sau mỗi chuyến biển, chỉ cách bờ khoảng từ 15 cho đến 20 hải lý và kéo dài từ 1 đến 2 ngày. Giá các loại hải sản cũng ổn định, như cá hố có giá bán từ 80 đến 90 ngàn đồng một ký, cá nục từ 12 đến 14 ngàn đồng một ký, mực cơm, mực ống loại nhỏ có giá từ 80 cho đến 90 ngàn đồng một ký. Việc đánh bắt được lượng lớn hải sản đã mang lại nguồn thu nhập cao cho ngư dân, đồng thời tạo động lực để cho ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển. Còn tại Khánh Hòa, sau những ngày mưa lớn, tranh thủ lúc đồng ruộng ngập nước thì nhiều người dân ở huyện Diên Khánh đã rủ nhau ra ruộng lúa săn chuột đồng. Ghi nhận trên cánh đồng thuộc xã Diên Lộc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, nhiều người dân địa phương cùng nhau bắt chuột đồng. Sau những trận mưa lớn kéo dài, đồng ruộng bị ngập nước khiến chuột không còn chỗ trú ẩn, phải bơi ra ngoài, tạo cơ hội thuận lợi cho người dân dây bắt. Người dân cho biết số chuột đồng bắt được hầu hết đều đem về chế biến món ăn chứ không bán. Nếu được nhiều thì chia lại cho bạn bè và hàng xóm. Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk là địa phương có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn với hơn 655.000 ha, gần 70% dân số hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Những năm qua thì địa phương đã quan tâm đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch, giải phóng sức lao động và mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững.
Hợp tác xã nông nghiệp 714 huyện EAK có 30 xã viên, gần 600 hộ nhận khoáng, canh tác gần 384 hectare lúa một vụ. Bên cạnh việc đầu tư máy móc vào sản xuất, hợp tác xã đã đầu tư nhà kho rộng 500m² và lò sấy công nghệ không đảo, đồng thời nâng cấp tuyến kênh và các trạm bơm tưới. Hợp tác xã cũng khuyến khích xã viên, hộ nhận khoáng đầu tư máy móc và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Thì mỗi doanh thu mỗi năm là lúa được làm cỡ khoảng cỡ 100 tấn đến 110 tấn trên một năm. Doanh thu thì mỗi một năm thì khoảng cỡ 500 triệu. Máy móc thì nhà sắm sửa như hai chiếc máy cày và cái máy gặt. Mình đưa những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nhằm đem lại cái hiệu quả kinh tế cao. Ví dụ như là vừa rồi là cái tổ là làm đất, rồi máy làm đất này, làm hết ô nọ chuyển qua ô kia, hết vùng nọ chuyển qua vùng kia, thì nó tiết kiệm được thời gian đi lại này, tiết kiệm được dầu mỡ này, và năng suất của máy hoạt động cũng tốt hơn. Trong canh tác cây lâu năm như cà phê, Hợp tác xã Sản xuất Nông nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Minh Toàn Lợi, xã Ea Búc, huyện Crom Năng cũng chú trọng thực hiện cơ giới hóa. Hợp tác xã hiện có hơn 100 máy phát cỏ, 45 xe cày và 5 hệ thống sấy cùng các máy đóng gói, máy rang xay, máy phân loại màu, máy rửa, xe tải. Đối với hợp tác xã hiện tại là đã áp dụng tương đối tốt về cơ giới hóa, từ vận chuyển phân bón ra cánh đồng cũng như là về vận chuyển hàng hóa từ nương rẫy về. Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn của huyện trong thời gian qua là một giải pháp rất quan trọng, góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí, giảm nhân công, và nó góp phần tăng cái hiệu quả của sản xuất, để góp phần trong cái việc cạnh tranh của các loại mặt hàng nông sản trên địa bàn của huyện. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 175.200 máy móc thiết bị được đưa vào sản xuất nông nghiệp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng đã ban hành đề án đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2030. Mục tiêu là những vùng nông nghiệp sản xuất tập trung được cơ giới hóa đồng bộ. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Bắt đối tượng sử dụng súng trong vụ đánh nhau ở Quảng Ngãi. Đà Nẵng chủ động ngăn chặn tội phạm cá độ bóng đá. Tuần lễ lướt ván diều quốc tế tại Ninh Thuận. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Chiều qua, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ nam bảo vệ của một trường đại học trên địa bàn tử vong trong phòng làm việc. Theo thông tin ban đầu, thì khoảng 9 giờ sáng qua, đồng nghiệp phát hiện nạn nhân đang ngồi trực trong phòng bảo vệ ở cổng trường trên đường số 17, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, nhưng đầu gục xuống như đang ngủ. Đến gần kiểm tra thì phát hiện nạn nhân bất động. Ngay sau đó, các nhân viên y tế đã có mặt tiến hành kiểm tra và thực hiện các biện pháp sơ cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ đối tượng Phạm Quang Thịnh, 24 tuổi, trú huyện Bình Sơn, là đối tượng sử dụng súng trái phép trong vụ đánh nhau tại thị trấn Châu Ổ. Trước đó, khoảng 23 giờ 40 phút ngày 17 tháng 11, Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nhận được tin báo của người dân về việc một nhóm thanh niên đánh nhau trong quán nhậu ở khu dân cư Đông Nam, thị trấn Châu Ổ. Trong nhóm người này có một đối tượng nghi sử dụng súng, sau đó đối tượng này đã bỏ trốn. Xác định đối tượng sử dụng súng là Phạm Quang Thịnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn đã ra quyết định truy tìm. Qua làm việc với công an, Thịnh thừa nhận hành vi sử dụng súng trái phép trong vụ đánh nhau vào đêm 17 tháng 11. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý vụ việc theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, khi trái bóng cua cúp lăn trên sân cỏ cũng là lúc mà tội phạm cá độ bóng đá gia tăng. Lực lượng công an đã triển khai nhiều giải pháp để mặt phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh các loại tội phạm này. Và bước đầu đã phát hiện và triệt xóa được nhiều đường dây cá độ, ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng. Ngay trước khi World Cup 2022 diễn ra, Công an phường Hòa Minh, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức cho tất cả cơ sở kinh doanh cà phê, giải khát, dịch vụ Internet công cộng trên địa bàn
ký cam kết không tổ chức tham gia cá độ bóng đá. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát khu vực cũng thường xuyên nắm địa bàn, đến tận nơi tuyên truyền, phổ biến pháp luật để ngăn chặn tội phạm cá độ và đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra World Cup. Quán mình thì không có cái đỏ đen ở đây. Mình cũng có anh em cũng thường mời về để nói chung là làm việc và thăm khách rồi. Thì chúng tôi sẽ tiến hành rà soát và đánh mạnh vào các cái tụ điểm cờ bạc, số đề tại địa bàn và sẽ có những cái xử lý nghiêm trước pháp luật đối với những cái đối tượng có cái hành vi vi phạm liên quan tới cờ bạc. Trong thời gian đầu ra quân, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện và triệt xóa nhiều đường dây cá độ bóng đá lớn, mở rộng chuyên án để truy bắt những đối tượng có liên quan. Đây là những đường dây có phân cấp, tổ chức chặt chẽ, sử dụng các phương tiện công nghệ cao để tổ chức cá độ bóng đá. Quá trình mà theo dõi đấu tranh thì các đối tượng này thì có lúc sẽ đưa tiền mặt, nhưng mà phần nhiều toàn là chuyển khoản qua ngân hàng. Cho nên là cái việc mà đấu tranh mà để đi ra cái chứng cứ thì nó cũng rất là khó khăn trong cái này. Nhưng mà với tinh thần nỗ lực thì đội 3 của phòng hình sự là theo dõi, tập trung lực lượng, cái đầu mối cũng như là cái phương thức thanh toán, thời gian, địa điểm để mà có đủ cái chứng cứ để buộc các đối tượng và tiến hành bắt giữ. Nhận định diễn biến tai nạn cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2022 còn phức tạp, Công an thành phố Đà Nẵng đã phân công trách nhiệm đối với từng cấp, từng lực lượng về công tác quản lý địa bàn, đối tượng để chủ động có biện pháp đấu tranh ngăn chặn hiệu quả. Bên cạnh đó cũng cần có sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân để ngăn chặn tai nạn này, đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra World Cup. Thưa quý vị và các bạn, Cao Bằng là tỉnh thuộc miền núi phía Bắc, có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống và điều này đã tạo nên sự đa dạng phong phú về các nghề thủ công truyền thống. Và ngày nay, những làng nghề truyền thống nơi đây vẫn được gìn giữ, phát triển và góp phần thu hút khách du lịch đến tìm hiểu và khám phá. Đến nay, tỉnh Cao Bằng có 5 làng nghề truyền thống được công nhận, gồm làng nghề rèn Phúc Sen, làng nghề hương phi thấp, làng nghề giấy bản quốc dân, làng nghề làm đường phên bó tờ và làng nghề làm hương thảo mộc xóm Nà Kéo. Việc công nhận nghề truyền thống, làng nghề truyền thống đã góp phần khôi phục, bảo tồn, phát triển nhiều nghề truyền thống và các nghề mới. Để các làng nghề phát triển bền vững và ngày càng hiệu quả, thời gian tới, tỉnh Cao Bằng tăng cường đào tạo, ứng dụng công nghệ, tuyên truyền đẩy mạnh quảng bá sản phẩm làng nghề, từ đó thúc đẩy phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống của người dân, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nông thôn mới. Nhằm xây dựng nhiều tuyến điểm du lịch mới mang tính liên vùng, nhiều sản phẩm du lịch mang tính đặc thù, lần đầu tiên tại Ninh Thuận, Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Hải đã đứng ra tổ chức tuần lễ lướt ván diều quốc tế và sự kiện văn hóa du lịch Ninh Hải – Ninh Thuận. Theo kế hoạch do Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Hải công bố, sự kiện sẽ được tổ chức từ ngày 16 cho đến ngày 25 tháng 12 tới. Dù còn gần một tháng nữa mới khai mạc, nhưng hiện đã có 70 vận động viên từ 15 nước trên thế giới đăng ký biểu diễn tại khu lướt ván diều Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải, thuộc vườn quốc gia Núi Chúa, vừa được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Các vận động viên đến từ các nước sẽ biểu diễn lướt ván diều trên biển bằng các pha nhào lộn, lướt sóng. Ban tổ chức sẽ phát 200 phiếu bình chọn để chọn ra những vận động viên lướt ván diều xuất sắc. Ngoài hoạt động lướt ván diều, còn có lễ hội qua mai vàng, giải đua thuyền trên đầm Nại, chạy diệt giả chinh phục cung đường Vĩnh Hy, Bình Tiên, triển lãm các gian hàng sản phẩm nông nghiệp, du lịch đặc thù, các trò chơi dân gian. Bây giờ là thời gian dành cho điểm báo. Nguyễn Hiếu sẽ gặp lại chúng ta để mà thông tin những thông tin đáng quan tâm trên các báo phát hành sáng ngày hôm nay. Xin được mời Nguyễn Hiếu. Dạ, xin được cảm ơn chị Ngọc Dành Tân Phước. Thưa quý vị, mở đầu là thông tin trên báo Tuổi Trẻ với bài viết nổi bật trên trang nhất nhan đề những dấu ấn đậm nét Võ Văn Kiệt thăm vườn ông Sáu Dân. Tại thành phố Vĩnh Long vào sáng ngày 23 tháng 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.
Nhiều công trình trọng điểm của đất nước mang đậm dấu ấn Võ Văn Kiệt như đường dây tải điện 500 kV Bắc Nam, đường Hồ Chí Minh, đường Bắc Thăng Long Nội Bài, công trình thủy điện Trị An, chương trình khai phá Đồng Tháp 10 và Tứ Giác Long Xuyên, nhà máy dầu Dung Quất, xây dựng khu công nghệ cao Hòa Lạc và làng văn hóa các dân tộc Việt Nam đã phát huy hiệu quả, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước. Cuộc đời sự nghiệp cách mạng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt là hiện thân tiêu biểu của người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc, trọn đời vì nước vì dân. Những ngày kỷ niệm đã qua, những sự kiện khép lại, nhưng vẫn có những địa điểm để người dân mà ông đã dành cả đời thương quý, cống hiến được gặp lại ông Sáu Dân. Ấy là khu vườn ông Sáu Dân tại khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, là nhà lưu niệm ông Sáu Dân ở Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trong một thời sự và suy nghĩ, báo Tuổi Trẻ số phát hành sáng nay có bài viết nhan đề Nâng mình lên chữ dân. Tác giả bài báo cho biết mỗi lần gặp làm việc với ông Sáu Dân là tôi phải tự nâng mình lên. Đó là câu quen thuộc chúng tôi được nghe trong suốt quá trình đi tìm nhân vật để ghi lại những câu chuyện về Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Đó lại cũng chính là cảm giác mà tôi chưa được gọi thành tên trong những lần may mắn được gặp ông. Nghe đúng, thấy đúng, nghĩ đúng là ông nói ngay, làm luôn, không mảy may có ý nghĩ sợ mất ghế, mất chức. Cố Thủ tướng Phan Văn Khải từng kể về người tiền nhiệm của mình. Không có mấy ai được như vậy, ông nhấn mạnh thêm. Và vậy là ai gặp ông Sáu Dân cũng đều cố nâng mình lên, gác lại những chuyện cá nhân để góp sức cùng ông lo chuyện nước, chuyện dân. Từ đó mà ông có thêm điều kiện nghe đúng, nghĩ đúng, quyết đúng. Từ đó mà dấu ấn Võ Văn Kiệt, Sáu Dân in đậm trên thế đứng Việt Nam hôm nay. Trên báo Tuổi Trẻ phát hành sáng nay còn có nhiều bài viết đáng chú ý như Thành phố Hồ Chí Minh xóa tổ dân phố, tinh gọn bộ máy. Dù biển thủ 3,8 triệu đô la Mỹ, vì sao ông Cao Minh Quang được đề nghị án nhẹ hơn cấp dưới? Xin được chuyển sang thông tin trên báo Thanh Niên phát hành sáng nay. Trang nhất của báo có bài viết Một năm hội nghị văn hóa toàn quốc chắp cánh công nghiệp văn hóa. Đúng một năm trước, tại hội nghị văn hóa toàn quốc diễn ra ngày 24 tháng 11 năm 2021 ở Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, nêu rõ Đảng ta luôn luôn coi trọng vai trò của văn hóa, bởi văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn. Trong một năm vừa qua, việc tập trung phát triển công nghiệp văn hóa có những chuyển biến khá tích cực. Dấu ấn đầu tiên có thể thấy được là luật điện ảnh được xây dựng theo tinh thần của công nghiệp văn hóa, hướng tới công nghiệp điện ảnh. Trong đó, điện ảnh được xem xét trên cơ sở khai thác tài năng sáng tạo, vốn văn hóa của đất nước, công nghệ, kỹ năng kinh doanh để tạo ra các sản phẩm dịch vụ điện ảnh. Chúng ta cũng kỳ vọng tinh thần này sẽ tạo những cú hích điện ảnh cũng như văn hóa kinh tế. Và đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.